Hội đình làng. Tập 3. Không liên quan đến tôi thật. Tôi đang lái xe đằng trước, anh ta tự đâm chạp. Bọn họ ra tay đánh người, thua không cam tâm phải không? Làm gì? Mày chơi bẩn. Lần sau đừng có để tao gặp mày, đưa đi. Đồng chí, vụ này không liên quan đến tôi thật mà. Đi, vào xe. Đồng chí, anh nghe tôi giải thích đi. Là thế này, tôi sẽ về ngoan ngoãn làm. Về đâu rồi nói, lên xe đi. Được rồi, người gây tai nạn bị bắt rồi, tôi cũng nói cho anh biết. Chúng tôi còn vội đi thăm anh em, chừng nào chúng tôi mới được đi đây? Đừng động tay động chân, hiểu không? Cậu về trước đi. Được rồi. Chờ một chút đi. Tụ tập đua xe, xe ở đâu ra? Đại lý xe, lấy trộm ra phải không? Chủ xe mà biết chuyện, cậu định giải quyết thế nào? Tiểu Lục đua với Lượng Gia, thua hai hiệp. Tôi đi giúp cậu ấy gỡ lại bàn. Đã giao hẹn là từ đầu, tôi thắng là không sao. Kết quả bị đụng. Tiếc con xe đó thật. Cậu tiếc nuối gì chứ? Chính nó, đúng rồi. Đừng kéo tôi. Tôi cho cậu biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ tống cậu vào tù. Tống nó vào tù đi. Tôi phải giết chết nó. Anh chị qua đây. Bố mẹ của Lượng Gia phải không? Chắc vậy. Cậu cũng lớn đâu rồi, có thể hiểu chuyện một chút được không? Tôi không hiểu chuyện khi nào. Chẳng muốn nói với cậu nữa. Khi nào cậu nhận bố rồi, tự khắc có người quản cậu. Ai thèm nhận ông ta? Ông ta là cái thái gì chứ? Gì hả? Không có gì. Đi thôi, tôi chở cậu về. Cậu đứng đó. Cậu còn mặt mũi giác xác về đây sao? Hả? Tôi xin lỗi, tôi dính phải dựng xui gì mà gặp phải một người như cậu. Hồi đầu thấy cậu đáng thương, cho cậu một việc làm, cậu báo đáp tôi như vậy sao? Cậu Lục mà biết cậu lấy xe của cậu ta ra ngoài đua xe thì tôi phải sập tiệm. Cậu không cần nói gì, cũng không cần phải làm gì. Tôi bảo cậu cút xéo đi. Nghe rõ chưa? Cút xéo. Trình Thành, nếu cậu chịu nhận sự giúp đỡ của thân chủ tôi thì những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Khương Diễn Tịnh không hiểu được tại sao Trình Thành lại cứng đầu từ chối như vậy. Cô bắt đầu ngẫm lại, phải chăng cách xử lý liều lĩnh của mình đã xúc phạm Trình Thành? Trước đây ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Trước khi cậu chào đời, ông ấy và mẹ cậu đã ra riêng. Mẹ ruột cậu tên là Trương Khắc Cầm. Đây là địa chỉ viện điều dưỡng bà ấy từng vào khi còn sống. Cậu có thời gian thì ghé thăm. Hoan nghênh mọi người trở thành một thành viên của dianin.com.
Nhắc đến công ty tư vấn tài chính, có thể mọi người sẽ nghi ngờ liệu có phải lừa đảo hay không, liệu có cưỡng tiền bỏ trốn hay không. Điểm này bạn hoàn toàn không cần lo ngại. Tạm không nói công ty chúng tôi có lịch sử 20 năm, riêng sếp đẳng của chúng tôi là doanh nhân khét tiếng của Giang Dương, nhân vật truyền kỳ. Anh ấy tay trắng lập nghiệp, sau lưng là cả tập đoàn Hồng Nghiệp chúng ta. Chúng ta đều biết tập đoàn Hồng Nghiệp sở hữu vô số sản nghiệp, chỉ riêng đất đai đã trị giá mấy tỷ. Nên hôm nay mọi người có thể trở thành một thành viên của Dianin.com nên cảm thấy vinh hạnh và tự hào. Sau đây chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất, mời nhân vật linh hồn của Dianin.com, sếp Đặng Tuấn, lên bục phát biểu, mọi người vỗ tay. Mọi người đã đến với Dianin.com, vậy tôi không trông dậy nữa, chúng ta là người một nhà, vậy hãy cùng nhau kiếm tiền. Được, được, được. Về rồi sao? Anh đang làm gì đó? Chờ em chứ sao? Hôm nay anh bày vẽ quá đó. Tất nhiên rồi, xem ra tâm trạng của sếp Đảng hôm nay khá tốt. Vụ việc xúc tiến cũng khá thuận lợi. Mỗi tội đợt này bận rộn quá, còn không có thời gian ở bên em, nên tối nay anh đích thân vào bếp, vợ chồng mình ăn với nhau một bữa. Ừ, thiệt tình, bao năm qua chồng mới lần đầu nấu ăn cho em. Thật sao? Vậy thì tệ quá. Nào, để em ăn chút. Thử phần bít tết anh chiên xem thế nào. Chín nữa, ngon tuyệt. Ngon đó. Em đúng là nội trợ đảm đang của anh. Vợ của Đặng Tuấn là cô ba nhà họ Cao, Cao Thi Diệu. Trong lòng Cao Thi Diệu, chồng mình dù trong bất cứ phương diện nào cũng không hề thua anh rể Cao Quảng Nghĩa. Tiểu Chí, chị dâu, chú về từ lúc nào vậy? Hôm nay vừa về tới. Chú về mà sao không báo một tiếng? Là anh rể gọi em về đột xuất. Vậy chú mau đi gặp anh rể đi, để tôi đi bày tiệc chiêu đãi chú. Chị dâu, em không có sáo đâu nha. Sao băng ở Nam Bán Cầu thực sự rất hiếm. Lần này là sao băng Bảo Bình, tầm 70 năm mới có một lần, đẹp thật. Vâng, lần sau có dịp tôi cũng muốn đi xem. Anh rể, bao năm nay anh lo toan vì học nghiệp, cũng nên cho mình nghỉ ngơi, để em đưa anh đi chơi. Nhưng cũng có thể hết cơ hội rồi. Anh nói trong điện thoại kêu em về sớm sớm. Trước kia tôi nằm mơ cũng không ngờ được mình lại nghỉ hưu sớm như vậy. Hơn nữa tôi mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Anh nói đi. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề người thừa kế. Anh rể, lợi nhuận cổ phần em đang nắm giữ cũng đủ sống với em rồi. Nếu em cứ ép mình ngồi vào cái ghế của anh sẽ không tốt cho ai hết. Xin lỗi anh nhiều, chí hướng của em thực sự không ở đây. Giữa ba anh em chú, người tôi có thể lựa chọn bây giờ quá hữu hạn. Em thấy thì Hồng Nghiệp không nhất thiết phải giao vào tay người họ Cao. Nếu Hồng Nghiệp muốn phát triển thành thương hiệu lâu đời thì người không phù hợp nên lui về phía sau, chẳng hạn như em. Chỉ có như vậy doanh nghiệp mới không ngừng bừng lên sức sống mới. Nhưng năm xưa lúc bố mất, anh đã hứa rồi. Đó là lời của bố, chưa chắc đã đúng mà. Anh nghĩ sao?
Lần này em đi xa, đã gặp được một người em rất thích. Vậy sao? Vâng. Sau bao năm, cuối cùng thì cũng muốn ổn định rồi hả? Cứ để em đưa về ra mắt anh trước đã. Được thôi. Nếu chị cả chú mà còn sống, thế nào cũng rất vui. Gì vậy? Chị cười cái gì? Tôi buồn cười lắm hay sao? Cậu đang ở đâu? Liên quan gì đến chị? Ăn cơm chưa? Chị hỏi để làm gì? Tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi. Hôm nay trời khá đẹp, hiếm khi thấy được trời xanh. Chỗ tôi thời tiết dở tệ. Mà đêm hôm thế này trời xanh ở đâu ra? Cậu không ở Giang Dương sao? Nói tóm lại chị muốn làm gì? Hôm trước ở đại lý xe, tôi không nên nói như vậy. Mai tôi qua nhà cậu một chút nha. Cho tôi một cơ hội được không? Vậy được rồi. Chính nó. Chị là... Cô là ai? Bạn tôi sống ở đây, cậu ấy tên là Trịnh Thành. Tôi không biết cậu ấy đi đâu rồi. Kéo một đám người về đây, cô xem, làm phòng ốc ra đông nổi thế này. Là ai vậy? Một hội lưu manh, nói phải giết cậu ấy. Mình báo cảnh sát đi. Thôi 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 thôi, cô đừng có kiếm chuyện cho tôi nữa. Cho hỏi cô có phải là Trần Liên Hương của Diện Phúc Lợi Ái Dân không? Cháu tìm đến cô theo địa chỉ trên hóa đơn chuyển khoản của Trình Thành. Thằng bé này hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, lên lóc nhà leo cây trộm trứng chim. Hãy nói nó là nó lại trừng mắt ra, như thể vô tội lắm vậy. Thằng bé này rất ngoan, còn thông minh, được người lớn quý lắm. Hồi đó Diện Phúc Lợi thi tuyển, Trình Thành còn được giải nhất, được giới thiệu tới trường học tốt nhất. Vậy sao? Vậy sao một thằng bé tên là Lý Hạo bị bắt nạt? Trình Thành bèn đi giúp nó đòi lại công bằng. Nói những lúc bọn trẻ kia đang đi học, đốt chân ga của bọn nó. May mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng chỉ vì vụ đó mà nó bị gửi vào trường cá biệt. Trường cá biệt? Đúng vậy, là trường chuyên nhận bọn trẻ con cá biệt. Vào trường đó rồi, cứ hễ không nghe lời là sẽ bị phạt. Tôi cũng rất nhiều năm không gặp được nó rồi.
Cậu đến cứu tôi sao? Da nặng phết đó. Đi thôi. Từ từ. Đây là Rovidon. Không đau đâu. Chính nó. Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ tống cậu vào tù. Nếu cậu chịu nhận sự giúp đỡ của chủ nhân tôi thì những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Alo. Chúng ta vẫn nên gặp chút đi. Cậu ở đâu vậy? Đi thôi. Cô Trương rất đẹp, rất giàu khí chất. Hồi trước ở trong vũ đoàn, lần nào liên quan khiêu vũ, mọi người cũng tranh nhau nhảy cùng. Bình thường tính cô cũng rất vui vẻ, ai nhờ giúp gì cô cũng nhận lời. Bà ấy tốt như vậy, tại sao lại bỏ rơi con ruột của mình? Hơn 20 năm trước, có bầu trước hôn nhân rất khó được xã hội chấp nhận. Cô một mình sinh con, nhưng mãi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Mất chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, cô ấy đã tổn hại đến con mình, nên đành đưa nó đi. Cô Trương thích yên tĩnh, bình thường hay thích ngồi trên ghế, vừa phơi nắng vừa dệt mũ, dệt rất nhiều, kiểu mũ nhỏ em bé hay đội. Lúc hấp hối, tinh thần cô đã tỉnh táo, nhờ chúng tôi giúp gửi đồ, nói là gửi cho bố thằng bé. Cô vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến con. Lúc bà ấy đi, có khổ sở không? Cô đi rất thanh thản. Trầm cảm là một chứng bệnh tâm lý, không thể cứ dựa vào ý chí là kiểm soát được. Với hoàn cảnh lúc đó của mẹ cậu, muốn nuôi cậu đúng là xa rời thực tế. Nhưng đã lâu quá như vậy rồi, chẳng phải bà ấy vẫn luôn nhớ về cậu sao? Đối với tôi, kết quả đều là vậy. Có gì khác biệt sao? Tôi thấy khác nhiều chứ. Bà ấy không có đường chọn. Giả lại, rời xa cậu, bà ấy cũng rất khổ sở. Đừng dùng những lời này để lừa tôi nữa, có được không? Chị không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Phải. Có thể lời tôi nói ra hơi cực đoan. Tôi hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng chẳng có cuộc đời nào là hoàn hảo hết. Như chiếc lá này chẳng hạn, nó có chỗ sức mẻ. Nhưng chúng ta đừng quan tâm cái lỗ này là sâu cắn hay là người hái. Cậu xem, sinh mệnh có kẻ hở thì ánh nắng mới có thể lọt qua. Phải không? Tôi thuê sẵn phòng khách sạn cho cậu rồi. Cậu cứ ở tạm đã.
Số tiền cậu nợ người ta, tiền thuốc men bồi thường người ta, trước khi tôi tới, tôi ủy thác cho người trả giùm cậu rồi. Đợi quay về Giang Dương, tìm nơi khác ở, tất cả làm lại từ đầu đi. Cô đừng lo chuyện bao đồng nữa, tôi căn bản không cần. Tôi nói rõ trước, dù chị làm gì hoặc ông ta giải quyết phiền phức thế nào cho tôi đều sẽ không nhận người thân tự nhiên mọc ra như vậy đâu. Cậu suy nghĩ kỹ là được rồi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Chị không khuyên tôi, vậy chị tới đây làm gì? Tôi tới xin lỗi cậu. Tôi không tin đâu. Từ xa chạy tới đây chỉ để xin lỗi là thật đó. Trước đó tôi chỉ vì quá muốn đạt được mục đích, không suy nghĩ tới cảm nhận của cậu. Đúng là mặt trời mọc đằng tay rồi. Lúc thu dọn đồ, tôi phát hiện một số hóa đơn gửi tiền của cậu cho cô Trần. Theo địa chỉ này, tôi tìm được cô ấy. Cô ấy đã nói rất nhiều chuyện trước đây của cậu. Sao con người chị nhiều chuyện vậy? Sau khi cậu kiếm tiền, luôn gửi tiền cho cô ấy. Chỉ là chuyện nhỏ, một mình bà ấy rất đáng thương, cũng rất biết tri ân. Chị có thể giúp mấy thứ đó đi được không? Làm sao được? Đây đều là chứng cứ. Cậu làm người tốt việc tốt mà, tôi phải giữ lại. Chị này nhiều chuyện phiền thật đó. Trước đó cậu hỏi tôi, người ủy thác của tôi có phải rất giàu? Nếu thật thì sao? Chị chắc chắn chỗ làm xét nghiệm là chính quy chứ? Cậu còn nghi ngờ độ tin cậy của công nghệ bây giờ sao? 100% cậu là con trai ruột của ông ấy. Hơn nữa, người sợ sai là ông ấy, không phải là cậu. Ông ta sợ. Vậy tôi là gì? Tôi là chó con sao? Xin lỗi, tôi lại lỡ miệng rồi. Chị nói cũng không sai, chỉ hơi khó nghe một chút. Cậu đợi tôi một chút, tôi quay lại ngay. Alo, Hạo Tử. Bà chỉ tìm con đó lại tìm tới tôi rồi. Cứ nói đúng là tôi. Tôi không thể tin bọn họ đúng không? Dù sao cậu cũng biết bố tôi. Sinh nhật vui vẻ. Sao lại là sinh nhật của tôi? Ghi chép trong diện phúc lợi, mùng 1 tháng 12 năm 1995, không phải hôm nay sao? Trùng hợp quá đi. Còn có quà, bóng bay. Tôi là trẻ con sao mà tặng bóng bay sinh nhật vậy? Có hơi qua loa, nhưng ở đây chỉ mua được cái này thôi. Tôi thấy vừa hay cúng của cậu cũng rơi rồi, có thể buộc vào cho cậu. Cậu xem, vừa đáng yêu vừa thực dụng. Chị nói đón sinh nhật mà tặng bóng bay thì qua loa quá đó. Được rồi, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay chị có thể mua được cái này, năm sau mua cái tốt hơn. Chị nói chị tặng quà sinh nhật người khác cũng tặng bóng bay, qua loa vậy hả? Tôi chưa từng tặng quà người khác. Vậy bản thân chị, tôi chưa từng đón sinh nhật. Tại sao? Chữ tình trong Khương Diễn Tinh tách ra không phải là sinh nhật sao? Chị cũng không đón.
Vì vậy, phía trước có một chữ diễn mà. Diễn tinh. Xa cách sinh nhật. Người thân tôi đều không còn. Ước đi. Ước thì thôi đi, tôi chưa từng ước nguyện. Vậy cũng phải thổi nến chứ. Sinh nhật vui vẻ. Cái gì? Không có gì. Chị nói, đến cấp 3 tôi cũng không học, không biết gì hết. Vì vậy chị cảm thấy tôi còn thuốc chữa không? Đương nhiên rồi. Cậu còn trẻ như vậy, cậu có khả năng vô hạn. Tuy hai chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi phát hiện chị là một người ấm áp. Có sao? Được rồi, tôi biết rồi. Chị làm những điều này, điều gì tốt cho tôi? Rốt cuộc lúc nào tôi mới tháo quả bóng này xuống được? Buộc như này nhìn ngốc quá đi. Cảm giác mọi người đều đang nhìn tôi. Không được. Không được nghĩa là sao? Đúng rồi, A Kiện. Nói sao cậu cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ở Aquilagis. Sao lại đi làm từ thiện chứ? Áp lực nhỏ, danh tiếng lại lớn. Cậu qua hẹn tôi tới, nhưng cậu ta lại không tới. Uống một ly, uống một ly. A Kiện, anh lại tới muộn rồi. Cậu qua, ngồi đi, đợi chút. Tự mình lên kèo mà lại tới muộn, tự phạt đi. Rượu tới đây, quy tất cả được không? Một ly, uống cùng cậu. Được. Cậu qua, giới thiệu một chút, tự giới thiệu một chút. Chào mọi người, tôi là Nhã Lị. Hết rồi. Hết rồi sao? Kiếm từ đâu ra đó? Tự Kiện, tính cảnh giác của cậu cũng cao quá. Chân này không so được một chút thì đáng tiếc quá. Tới rồi. Tới rồi, quy tắc cũ. Quy tắc cũ. Cậu một chai. Thế nào, uống bao nhiêu rồi? Không ít. Tiểu Trương, mang cái này đi. Nè, Lão Lâm, mang rượu ngon lâu năm của bác cả ra đây, để mọi người nếm thử. Đó là chủ tịch sưu tầm, tôi không lấy ra được.
Vì thế ý của cô là tôi muốn uống, cô không lấy được, đúng không? Hay là thế này đi, hầm rượu chúng ta có một lô Lafite thượng hạng, tôi đi lấy cho cậu. Đứng lại. Tôi cứ muốn cái đó. Nghe thấy chưa? Được rồi, trong xe đều có, chúng ta không cần chấp. Đừng phiền tôi. Đi đi. Nói cô đó. Uống rượu đi. Chị Tiểu Lâm, Diễn Tinh, Cao Tử Kiện vẫn còn ở đây chứ? Vẫn ở, đang chơi hăng. Cô tìm cậu ta gấp như vậy làm gì? Phê duyệt kế hoạch hàng quý, chỉ còn kẹt chỗ anh ta. Tôi đưa cô đi. Được rồi, tôi tự vào. Cô này là gia quyến nhà ai? Phó giám đốc tập đoàn chúng tôi. Tới báo cáo công việc cho tôi. Anh, ra đây. Khương Diễn Tinh, cô điên rồi sao mà dám phá ông đây? Anh chịu nghe điện thoại thì tôi cũng không muốn tới để làm gì. Mười hai giờ, hạn nộp kế hoạch hàng quý. Bây giờ quy trình chỉ còn kẹt ở chỗ anh. Sếp Khương đang cầu xin tôi sao? Được. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Đây là công việc, làm phiền anh chuyên nghiệp một chút. Sếp Khương quay phong quá đi. Cô đang lên lớp tôi sao chứ? Nói trước vậy, anh đúng là cấp dưới của tôi. Bây giờ tôi cần anh phê duyệt. Khương Diễn Tinh, lớp trang điểm của cô bị trôi rồi. Nè, cút đi. Đừng làm phiền ông đây. Anh cứ bày trò đi. Cao Tử Kiện, muốn chửi nó cậu khốn nạn quá. Chị Tiểu Lâm, dòng điệu mắng người ta của chị còn dịu dàng hơn em nói chuyện bình thường. Từ trước ít khi tức giận. Cao Tử Kiện cũng là một nhân tài. Cô nói sau khi cậu ta về nước không hề nghỉ ngơi, cứ bày trò ở đây. Người của Cao gia có ai dựa? Cứu mạng. Hai người thả tôi ra. Thả ra. Tôi không chơi nữa. Chị Tiểu Lâm, em đi xem chút. Nè, tôi không chơi nữa. Thả tôi ra. Cứu mạng. Thả tôi ra. Cao Tử Kiện, các anh làm gì vậy? Cứu tôi. Không phải. Liên quan gì tới cô? Người ta tự nguyện. Cút đi. Tránh ra cho tôi. Cao Tử Kiện, làm lớn chuyện rồi. Ai còn không xong chuyện, giải tán cho tôi. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì chứ? Mất hứng. Giải tán đi. Alo, sếp Quý. Vừa nãy cô để lại lời nhắn cho tôi. Chuyện gì vậy? Cao Tử Kiện tụ tập với bạn của cậu ấy, chơi có hơi quá đà. Vừa nãy tôi cũng một cô gái,
cô ấy là học sinh dự án Hồng Cốc tài trợ. Hơn nữa vẫn chưa đủ tuổi. Một đám trẻ con chúng chơi bời với nhau. Mọi người đùa thôi mà. Người ở hiện trường rất nhiều. Tôi sợ, được rồi. Chuyện này tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý sau. Thả tôi ra đi. Các người buông ra. Alo chị, Tiểu An. Video này từ đâu ra? Người công ty đều đang truyền nhau. Người của công ty. Ai là người đầu tiên? Em không biết. Cùng lúc có mấy người đều gửi cho em. Mọi người đều nói trong video là do Cao Tử Kiện làm. Chị Diễn Tinh, chị nói đây có phải là cơ hội tốt không? Cơ hội gì? Lật đổ Cao Tử Kiện. Nếu video này bị lộ ra, chị nói Cao Tử Kiện liệu có phải rời khỏi Hồng Cốc không? Tiểu An, cô mau xóa video này đi. Tại sao chứ? Thứ nhất, Cao Tử Kiện đại diện cho cả Hồng Nghiệp. Nếu video này lộ ra ngoài, tập đoàn sẽ gặp rắc rối. Thứ hai, thì xưa nay không dùng thủ đoạn hạ lưu này. Được rồi, Tiểu An, đừng lơ là. Liên hệ với người của phòng thị trường, bảo họ mau chóng giải quyết chuyện này. Đừng để video này lan truyền. Được, em biết rồi, bây giờ em sẽ gọi. Chị Tiểu Lâm, sao vậy? Không biết là ai quay video của cô gái này, bây giờ truyền khắp công ty rồi. Làm sao đây? Phải mau chóng chặn tin lại. Em đã bảo Tiểu An thông báo cho phòng thị trường, tranh thủ xử lý nội bộ. Ai làm vậy chứ? Ai biết? Bên chủ tịch Cao, tôi đi nói một tiếng trước. Nếu cần em đi cùng chị. Không cần, chút chuyện này tôi gánh được. Dù sao nếu sau này Cao Tử Kiện làm chủ tịch, tôi chắc chắn không làm nữa. Cao Tử Kiện như thế, chủ tịch Cao sẽ truyền vị trí cho anh ta sao? Cũng đúng. Cô đi đi. Cô gái này lát nữa tôi sẽ đưa về. Vậy dứt giả cho chị rồi. Không sao đâu, đi đi. Em đi trước đây. Alo, con trai anh ở trong tay của tôi. Mang tiền tới chuộc người. Con trai là ai? Đây là điện thoại của bạn tôi. Cậu ta đâu? Thằng nhóc này là bạn cô. Vậy được. Mang tiền tới quán karaoke. Trong nửa tiếng không tới. Không khách sáo với cậu ta. Nếu cậu ta tự nhiên không dậy, thì bị người xâm thân hồ bố cũng có khả năng.